Demon Slayer có lẽ không còn là một cái tên xa lạ với các bạn quý bửu nữa. Bộ manga vô cùng nổi tiếng này lần đầu xuất hiện trên các trang truyện của tạp chí Weekly Shonen Jump vào tháng 2 năm 2016 và được sáng tác bởi tác giả Koyoharu Gotouge. Cho đến nay thì Demon Slayer đã có cho mình 2 mùa anime và một bộ phim chiếu rạp với cái tên Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train, được phát hành vào tháng 10 năm 2020 và trở thành một trong những bộ phim hoạt hình Nhật Bản có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Sự thành công rực rỡ của Demon Slayer có vẻ đã thu hút những nhà làm game, và SEGA cùng với Aniplex đã không ngồi yên để rồi cho ra mắt Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles. Vậy, game ăn theo truyện hay phim liệu có thành công hay chỉ là fan service hút máu game thủ? Sau khi trải nghiệm xong, tôi cảm thấy không cần thanh gươm để diệt quỷ vì tiền đã làm hộ việc đó rồi. Game bám sát nội dung anime từ mùa 1 cho đến hết phần movie Mugen Train khi kể lại chuyến hành trình trở thành sát quỷ của Tanjiro. Hầu hết các anime thường lấy bối cảnh từ thời kỳ Edo, nhưng Demon Slayer thì lại lấy bối cảnh từ thời kỳ Taisho vào thế kỷ 20. Thời kỳ này diễn ra sau thời kỳ Meiji. Đây là thời kỳ đầu tiên đánh dấu sự phát triển của các phương tiện truyền thông đại chúng như đài phát thanh, tạp chí và điện ảnh. Đó là lý do tại sao nhân vật chính Tanjiro lại ngạc nhiên với ánh đèn và công nghệ tại Tokyo. Tôi không nghĩ rằng đây được coi là spoiler khi cho rằng cốt truyện được 100% bê y nguyên từ nguyên tác vào trong game. Hoàn toàn không có thêm một nội dung nào khác, những gì chúng ta đã được thưởng thức trong anime và movie đều sẽ có trong game. Có thể nói Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles hoàn toàn là để fan service và ăn theo thành công của các phần phim trước. Game có lối kể chuyện không được khéo léo và thiếu sự liền mạch. Mở đầu với một cậu thanh niên trẻ có tên là Tanjiro đang chiến đấu với một người đeo mặt nạ cáo. Cuộc chiến kéo dài khiến cậu đuối sức và gục xuống. Lúc này, Tanjiro mới bắt đầu nhớ lại lý do vì sao mà cậu phải cầm kiếm lên và chiến đấu. Động lực khiến cậu lại phải gồng mình vượt qua thử thách trước mặt. Đó là cách mà The Hinokami Chronicles bắt đầu. Mỗi khi hoàn thành xong một chapter, game mới cho phép bạn xem lại các cutscene hoặc tóm tắt lại chuyện đã xảy ra bằng những hình ảnh được cắt ra từ anime. Đúng rồi đấy, bạn không nghe nhầm đâu, nó chính là những khung hình tĩnh được lấy từ anime ra. Thực sự thì tôi vô cùng thất vọng về pha xử lý này của Aniplex. Họ chính là nhà phát hành anime cho series tuyệt vời này, và họ cũng có quyền cho những thước phim đó vào trong game một cách hợp pháp, nhưng họ lại chỉ chụp lại một vài khung hình để cho người chơi lựa chọn xem hoặc không xem. Điều này có thể hiểu theo hướng thông cảm là nhà phát triển game muốn fan không phải xem lại bộ anime yêu thích của mình. Họ có quyền chọn xem lại hoặc không, nhưng những người không hề biết hay nắm rõ về mạch truyện sẽ thật khó để cảm nhận ý nghĩa và nội dung mà Kimetsu no Yaiba muốn truyền tải. Không những vậy, lối triển khai cốt truyện narrative như này cũng không đẩy những tình huống cao trào lên được như trong bản movie, hay cũng chẳng sâu sắc như trên anime. Bản thân tôi cũng là fan của Demon Slayer. Tôi đã kiên nhẫn xem lại tất cả các đoạn cutscene mà game cho, và kết quả là nhận lại một sự thất vọng to đùng. Chính vì vừa là một fan, vừa là người review tựa game này, tôi sẽ hoàn toàn không cảm thấy ngại khi phải xem lại bộ anime yêu thích của mình một lần nữa, dù là trên những trang truyện hay trên màn hình TV. Đặc biệt hơn cả là được nhập vai vào các nhân vật yêu thích của mình. Đó thực sự là một điều vô cùng thú vị và hấp dẫn của những tựa game được chuyển thể từ anime, manga. Vậy mà, studio làm game đã không thực hiện nó. Có thể nói đến dòng game cùng thể loại gần đây nhất của Demon Slayer là Naruto Ultimate Ninja. Chỉ xét riêng về lối kể chuyện thì Hinokami Chronicles đã bị bỏ lại quá xa để có thể đem ra so sánh, cho dù cùng một nhà phát triển là CyberConnect2, nhưng có vẻ đây là một bước cải lùi vô cùng tệ của họ. Bỏ qua việc phần triển khai cốt truyện vô cùng đáng quên, thì có lẽ gameplay đang cứu vớt được phần nào tựa game này. Khi giờ đây, không chỉ được nhập vai vào các nhân vật mà chúng ta yêu thích, mà còn được thi triển những tuyệt kỹ vô cùng đã mắt. Về điểm này thì CyberConnect2 đã thành công xuất sắc. Dường như các tuyệt chiêu độc nhất và mạnh mẽ đã được toát ra hết những tinh hoa trong sức mạnh của nhân vật đó. Một điều làm tôi thêm thích thú hơn nữa là không chỉ những nhân vật chính mà chúng ta còn có thể điều khiển những nhân vật mà không được xuất hiện nhiều trên màn ảnh cho đến thời điểm hiện tại. Nói đến đây thì chắc hẳn các bạn cũng có thể mường tượng ra phong cách và gameplay của Demon Slayer rồi đúng không? Thực tình, bạn sẽ không bất ngờ khi có rất nhiều cơ chế chiến đấu và nút bấm có điểm tương đồng với Naruto Ultimate Ninja, từ đỡ đòn né tránh cho đến việc thi triển kỹ năng, rất nhiều điểm tương đồng với series Naruto. Một trong những điểm đặc biệt của dòng game này là việc thi triển kết liễu, một chuỗi những phím ấn sẽ được hiện ra lần lượt, bắt người chơi phải ấn nhanh và đúng nốt, đúng nhịp để ra được đòn kết liễu. Nhưng khác với Naruto, Demon Slayer lại không có nhiều cơ chế đặc biệt như các ninja làng lá. Demon Slayer là những samurai sử dụng kiếm để diệt quỷ, và ngoài điều khiển hơi thở, chế ngự những sức mạnh tiềm tàng thì họ không sử dụng nhẫn giả như ninja. Nếu ở Naruto, các ninja sử dụng chakra và vô vàn sức mạnh khác nhau cùng với các ninjutsu và các loại nhẫn cụ khác nhau, thì không bất ngờ khi Naruto dễ dàng tạo ra nhiều lối chơi mới mẻ, từ đó gameplay trở nên đa dạng hơn. Còn đối với các diệt quỷ thì họ lại bị giới hạn về phần các kỹ thuật và kỹ năng thi triển. Ngoài tấn công và phòng thủ thì dường như game cũng không thể phát triển và tạo ra các công cụ khác cho nhân vật sử dụng khi chiến đấu. Ngoài những trận đấu đơn thì sẽ có một vài trận chiến đấu cặp, cho phép chúng ta được sử dụng hai nhân vật luân phiên nhau chiến đấu, cũng là một cơ chế quen thuộc ở một vài tựa game đối kháng như là Naruto này, rồi là Marvel vs Capcom, vân vân. Có lẽ khi ban đầu chúng ta choáng ngợp và hào hứng trước những màn thi triển bắt mắt, nhưng sau đó cũng không còn gì để làm ta phải vỗ tay tán thưởng. Một gameplay tốt sơn nhưng chưa thực sự tốt gỗ. Để xem nào, điểm khen đã được nói đến, điểm chê cũng đã được điểm danh, nhưng game vẫn còn tồn đọng những chi tiết khiến tôi cảm thấy tệ không sao tệ, tốt không sao tốt. Một cảm giác mixed bag khá rõ. Đầu tiên chính là những màn đi cảnh của game. Môi trường trong game cho chúng ta thấy một phần đất nước Nhật Bản thời kỳ bấy giờ và đời sống người dân. Game không có đồ họa cực đỉnh, nhưng ít nhất vẫn giữ được phong cách mà anime và movie đã mang lại. Mỗi một màn chơi đều có những khu vực di chuyển có tuyến tính theo mạch truyện chính và những lối đi nhỏ cho nhiệm vụ phụ. Đi dọc đường bạn có thể ngửi thấy mùi máu để lần theo kẻ địch và bắt gặp một vài con quỷ trên đường đi đó. Tiếp theo là những màn chơi phụ và minigame. Sau mỗi chapter, bạn sẽ có quyền lựa chọn xem lại cutscene và những nhánh phụ của mạch truyện đó hoặc chọn đánh với những con quái đặc biệt. Thậm chí sẽ có một màn minigame cho bạn để giải trí với cơ chế ấn nút đơn giản. Những màn chơi này hoàn toàn không có gì đặc sắc, tuy có nhiệm vụ để tạo chiều sâu cho game nhưng lại không gây cuốn hút, phần thưởng không hấp dẫn, ngoại trừ điểm rank được đánh giá sau mỗi màn chơi. Có thể công nhận việc đề cao điểm số đã thấm nhuần vào tư tưởng của nhiều học sinh hay người châu Á nói riêng, nhưng để cố gắng và đạt được mọi điểm S trong game hoàn toàn không làm tôi có hứng thú hay trách nhiệm để làm được nó. Cuối cùng là chế độ versus. Nãy giờ nói về chế độ story hơi nhiều rồi, dẫu sao cũng được tính là một thể loại game đối kháng 3D nên cũng phải nói về chế độ này. Vì gameplay đơn giản chỉ xoay quanh việc tấn công và phòng thủ nên game không tạo ra được sự đột biến cũng như căng thẳng khi giao chiến. Ngoài việc spam những kỹ năng đẹp mắt thì Demon Slayer không phải là một tựa game yêu cầu cao về kỹ năng cá nhân của người chơi. Thậm chí, tôi đã phải trải nghiệm Demon Slayer trên PS5 nhưng vẫn bị giới hạn khung hình ở 30 FPS. Đây có lẽ là một trong những điều khiến tôi thất vọng nhất khi chơi. Cho dù SEGA hứa hẹn sẽ cho thêm nhiều tính năng khác như là Vibration hoặc là 60 FPS trong những bản cập nhật tiếp theo, nhưng đáng lẽ ra phiên bản Day One phải có hết những tính năng cập nhật như này mới đúng chứ. Suy cho cùng, Demon Slayer là một tựa game thực sự đã khiến tôi vô cùng mong chờ, nhưng rồi lại để lại trong tôi sự thất vọng. Game không phải là dở khi nó có cho thấy những cố gắng và tiềm năng nhất định, nhưng có lẽ khoản direction của tựa game này đã không được chuẩn chỉ, để rồi khiến game bị lạc hướng trong những định hướng thiết kế sai lầm. Game không có sự lôi cuốn nếu không muốn nói là gameplay và story đều khó để lại ấn tượng. Demon Slayer trong manga anime sở hữu bối cảnh cốt truyện hấp dẫn cùng dàn nhân vật ấn tượng, nhưng những nhà làm game đã không lột tả được tất cả những gì sâu sắc cũng như tinh tế trong chuyến hành trình của các samurai diệt quỷ. Sau khi đặt tay cầm xuống, tất cả những gì sót lại trong tôi chỉ là một sự tiếc nuối khi manga anime của Demon Slayer là quá hay mà chưa được game kế tụng một cách xứng tầm. Vừa rồi là bài review Demon Slayer của GAMECO. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho chúng tôi một like, và muốn xem nhiều hơn nữa thì hãy subscribe cho GAMECO nhé.